ngày 29 tháng 10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận vừa xảy ra vụ án mạng trên địa bàn huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, tối 28 tháng 10, Lê Vĩnh Thạnh 39 tuổi, ngụ thôn Đại Hưng, mang súng rulo đến nhà Võ Văn Đi 31 tuổi, ngụ cùng thôn, để thủ thỉ. Công an khám nghiệm hiện trường. Khi Thạnh đe dọa, Đi chạy trốn trên gác. Cùng lúc, anh ruột và mẹ của Đi căng ngăn, ôm Thạnh lại. Thấy Thạnh bị khống chế, Đi từ trên gác chạy xuống tóm dao tấn công khiến nạn nhân tử trận tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm Đi bị tóm giữ và chuyển về công an tỉnh Quảng Nam để nơi đây nối tiếp điều tra.